Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi tiếp tục nói về tin tức nước Mỹ, đặc biệt là tin tức từ thành phố Houston. Thì có thể nói là cái câu chuyện mà những bảng tên đường gốc Việt Nam Cộng Hòa bị tháo bỏ trong cái dịp 2 tháng 9 vừa qua, có thể nói là có rất nhiều chi tiết mà cần phải được trình bày với quý vị khán thính giả, những bí mật hoặc là những cái gọi là bạch hóa thưa quý vị. Thì câu chuyện về những tên đường gốc Việt Nam Cộng Hòa là một cái câu chuyện dài, do đó chúng tôi xin lần lượt kể ra để quý vị khán thính giả có thể hiểu hết mọi cái góc cạnh. Vì có nhiều khán thính giả cũng đã đặt nhiều câu hỏi cho chương trình và chúng tôi sẽ lần lượt trả lời từng câu hỏi của quý vị khán thính giả. Có khán thính giả hỏi rằng là ở Hoa Kỳ hoặc các nước trên thế giới có đặt tên đường Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu hay không? Thì theo chúng tôi tra cứu sơ khởi thì chưa có tên đường ông Ngô Đình Diệm hay là ông Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm hay là ông cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu, thưa quý vị, là chưa thấy có. Rồi có nhiều khán thính giả cũng hỏi là vậy là có những cái tên đường bên phía những người cộng sản như là lãnh đạo hoặc là lãnh tụ cộng sản như là lãnh tụ Hồ Chí Minh hay ông Đại tướng Võ Nguyên Giáp có được đặt tên đường hay không? Thì chúng tôi cũng tra cứu sơ khởi và chúng tôi thì thật sự không thấy có tên đường của ông Đại tướng Võ Nguyên Giáp hay là ông Hồ Chí Minh, nhưng chỉ có một con đường nhỏ gọi là Hồ Chí Minh Trail. Thì con đường này nó là một cái hẻm núi dẫn xuống cái bãi biển Black Beach ở thành phố San Diego. Thì nó dài khoảng 0.7 dặm, nhưng mà sau đó thì trên Google đã đổi tên từ Hồ Chí Minh Trail thành ra là Sài Gòn Trail. Tuy nhiên trên Google Maps thì vẫn thể hiện hai cái tên đường như thế. Nếu quý vị nào muốn tìm hiểu thì một cái là tên đường cũ và một cái là tên đường mới. Thì có nhiều khán giả hỏi rằng ở Mỹ có quyền được đặt tên hay không, thì chúng tôi cũng nói rõ một lần nữa là đối với những khu gọi là cá nhân hay khu tư nhân thì hoàn toàn được quyền đặt tên thưa quý vị. Và nếu mà xây những con đường trong đó thì hoàn toàn được quyền đặt tên vì mình là chủ nhân của cái khu đất đó, hoặc là trên những cái lối đi mình có quyền mình đặt tên. Thí dụ như là cái khu vườn mình thì mình có quyền mình đặt tên khu vườn tổng thống gì đó, hoặc là căn nhà riêng tư của mình thì có một số người có thể đặt như là dinh tỉnh trưởng hoặc là gọi là tòa đại sứ XYZ thưa quý vị. Thì khi người ta hỏi thì chủ nhân có thể nói là tôi từng là tỉnh trưởng cho nên nhà của tôi gọi là dinh tỉnh trưởng, hay tôi từng là đại sứ cho nên nhà của tôi là tòa đại sứ thưa quý vị. Thì hoàn toàn được quyền đặt những cái tên như thế. Thì trở lại cái câu chuyện đặt tên thì chúng tôi cũng đã làm một cái clip về những tên đường của những cá nhân Việt Nam Cộng Hòa cũ ở khu Eden Center hay còn gọi là khu Sài Gòn Center. Thì nó có hai khu, Sài Gòn Đông và Sài Gòn Tây, Sài Gòn East và Sài Gòn West. Thì có thể nói rằng những cái đặt tên đường này đều xuất phát từ thủ đô Washington DC trước, rồi sau đó mới đến các địa phương khác ở Hoa Kỳ. Thì trở lại câu chuyện ở Houston,
Thì năm 1998, ông Nguyễn Cầu Mỹ, lúc đó là chủ tịch cộng đồng người Việt chống cộng ở Houston, đã vận động để đặt tên một số con đường ở khu Midtown của thành phố Houston. Vì lúc bấy giờ có nhiều tên được đặt như Lê Lợi, Quang Trung, vân vân, là tên những danh nhân hay những anh hùng của dân tộc Việt Nam. Thì sau khi một thời gian thì khu Midtown người Việt dần dần bỏ đi và tụ về một cái khu khác ở trên đường Bel Air, thưa quý vị. Và họ bỏ hẳn cái khu Midtown. Sau đó thì khu Midtown người ta thấy không còn người Việt nữa, cho nên người ta bắt đầu tháo bảng tên những người như danh nhân như tôi vừa nói, Lê Lợi, Quang Trung, vân vân. Thì đến trước 2015 thì lại có những cái ý tưởng là đặt tên đường ở khu Bel Air, thưa quý vị. Chẳng hạn như là có một vị chủ tịch chống cộng, cộng đồng chống cộng người Việt quốc gia ở Houston đã kiến nghị như thế, thậm chí là làm thỉnh nguyện thư với những chữ ký trong khu đó, nhưng mà bị phát hiện là chữ ký giả, tức là thỉnh nguyện thư không có giá trị, không phải là trưng cầu dân ý, mà một số người cư dân trong đó, đặc biệt là người Tàu, họ thưa kiện và họ nói rằng là không có cái chuyện mà có những chữ ký như thế. Thì nói chung là một cái chiến dịch thất bại lúc bấy giờ của vị chủ tịch cộng đồng chống cộng người Việt quốc gia lúc bấy giờ. Thì cũng có những kế hoạch thay vì đặt tên đường thì đặt tên nguyên một khu gọi là khu Sài Gòn, giống như là khu Hồng Kông Mall ở trên đường Bel Air chẳng hạn như vậy. Thì thay vì đặt tên đường thì đặt tên cả một khu. Thì đó là một cái ý tưởng. Thì sau vị chủ tịch với những chữ ký giả thất bại thì đến vị chủ tịch cộng đồng kế nhiệm, và có thể nói rằng với những cái sự vận động của nghị viên kế nhiệm, ở đây chúng tôi nói cho rõ là phải có sự vận động của nhiều tổ chức hội đoàn trong thành phố thì mới thành công, thưa quý vị. Vì một vị nghị viên thì cũng không đủ sức để mà vận động bất cứ chuyện gì. Thì nghị viên kế nhiệm là Richard Nguyễn thì cũng có ý tưởng đặt tên đường tiếng Việt, và cùng với dân biểu tiểu bang Hubert Bạch Võ, là một cái người thuộc đảng Dân Chủ và rất có lòng với những cử tri gốc Việt, và có thể nói là chiếm được rất nhiều phiếu ủng hộ cho đảng Dân Chủ và cho cá nhân của ông dân biểu Hubert Bạch Võ. Thì hai cá nhân, ông Richard Nguyễn và ông Hubert Bạch Võ, là đồng đứng tên trong ban tổ chức cái gọi là ủy ban thực hiện bản tên đường tiếng Việt Nam như quý vị thấy trên màn hình. Nhưng mà lần này xin thưa quý vị là có những cái sự đánh tráo khái niệm. Thay vì tên của những vị anh hùng dân tộc như Lê Lợi, Quang Trung, vân vân và vân vân, thì bây giờ lại có những vị Việt Nam Cộng Hòa cũ, và cái số bản tên đường nó lại tăng lên hơn 10 bản tên đường như thế, thưa quý vị. Thì trên màn hình chúng ta thấy là có Sài Gòn Boulevard, đường Quốc Hận 30 tháng 4 ở bên tay phải, kế là đường Nguyễn Văn Thà, rồi kế là đường Chiến sĩ Vô Danh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, kế đó là đường Lê Văn Hưng, đường Hồ Ngọc Cẩn, đường Nguyễn Khoa Nam, đường Lê Nguyên Vĩ, đường Phạm Văn Phú, đường Nguyễn Văn Long, đường Trần Văn Hai, vân vân và vân vân.
Thì câu chuyện vận động bạn trên đường Việt Nam này từ cái chuyện mà tên những anh hùng dân tộc thì thay bằng tên của những vị Việt Nam Cộng Hòa cũ, thậm chí là có những cái tên mà đối với người Mỹ thì họ cũng không hiểu, như là Quốc hận 30 tháng 4 hay chiến sĩ vô danh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ tên gì thì cũng không biết luôn, thưa quý vị. Thì nói chung là lúc bấy giờ người Mỹ cũng thấy có cái sự quá đáng, nói chung một hai bảng tên đường thì có thể chấp nhận, nhưng mà lại đùng một phát là quá nhiều bảng. Thì ở đây cái tiến trình mà gắn bảng tên đường lại không thông qua trưng cầu dân ý, cũng không thông qua thỉnh nguyện thư, mà chỉ sự đồng ý miệng của bà thị trưởng lúc bấy giờ là Alice Parker, thưa quý vị. Ông nghị viên Richard Nguyễn đưa lên và bà thị trưởng Alice Parker đồng ý miệng. Nói chung là cũng gọi là đi tắt. Điều đó càng khiến cho những người dân ở địa phương họ càng thắc mắc và họ càng giận dữ, vì họ cho rằng là bị qua mặt. Tiếp theo là ủy ban này sau khi được lệnh miệng của bà thị trưởng thành phố lại làm bảng tên đường to hơn bảng tên đường của người Mỹ, xin thưa là như vậy, dài hơn, to hơn, và gây ra một cái sự mà người Mỹ bắt đầu cảm thấy bị đe dọa, bị bất mãn. Và cái điều quan trọng đó là những cái bảng tên này nó không có chức năng chỉ dẫn đường như người Mỹ đã từng quen thuộc, mà bỗng nhiên nó lại đứng ngay ở vị trí chỉ dẫn tên đường, thay vì nó đứng ở trên cái cột và làm nhỏ lại, và chẳng hạn như làm nền đen chữ trắng, thì nó bỗng nhiên nó lại ngang nhiên ngang hàng với bảng tên đường của người Mỹ, đâm ra là dân địa phương lại càng tức tối, cho rằng là những người Việt Nam này không biết điều, và thậm chí là bảng tên đường tiếng Việt còn to hơn bảng tên đường tiếng Anh. Và có những cái oái oăm khi mà họ tìm hiểu thì không phải là phiên dịch ra tiếng Việt, mà tên của những người hoàn toàn xa lạ đối với địa phương Houston, thưa quý vị. Những ông như Hồ Ngọc Cẩn, Nguyễn Khoa Nam, Trần Văn Hai, Phạm Văn Phú chẳng hề đóng góp gì cho cái thành phố Houston này cả, và cũng chẳng phải là cư dân của thành phố Houston này cả, hay là có những cái sự liên hệ liên quan như thế nào đó. Quý vị có thể thấy là một người công nhân đang tháo bảng xuống ở ngay cái góc đường Nguyễn Văn Thà. Cái điều mà làm cho người dân địa phương tức tối, bối rối và phẫn nộ là vì cùng một cái sự chỉ dẫn thì lại có hai tên, khiến cho họ hoang mang không biết tên nào là đúng, tên nào là sai. Khi mà tra trên Google Maps thì những tên đường Việt Nam lại không xuất hiện, vì nó chỉ là tên phụ thưa quý vị, không phải là tên chính, nhưng mà lại làm lóa mắt. Và từ cái lóa mắt là đang lưu thông thì phải chạy chậm lại để mà nhìn cho rõ bảng đường thế nào là Nguyễn Khoa Nam, Nguyễn Văn Thà, Trần Văn Hai, Phạm Văn Phú, Quốc hận 30 tháng 4. Nói chung người Mỹ thì họ cũng không hiểu Quốc hận 30 tháng 4 là cái bảng có ý nghĩa gì đối với họ, vì họ không biết tiếng Việt. Mà ngay cả họ biết tiếng Việt thì họ cũng không hiểu là cái chữ Quốc hận nó có liên hệ gì đến với cái thành phố Houston. Và trên màn hình thì quý vị thấy là họ đang bắt đầu tháo dỡ cái bảng đại lộ Sài Gòn xuống. Thì từ cái chuyện mà có những tai nạn ở những góc đường, xin thưa là có mang tên của Việt Nam Cộng Hòa cũ, thì người Mỹ bắt đầu họ phẫn nộ, vì họ cho rằng là những cái bảng tên đường này làm cho rối mắt, làm cho rối trí, và thậm chí là không có liên hệ liên quan gì tới những cái cư dân
tức là họ cho rằng những người Việt Nam Cộng Hòa cũ thì không có đóng góp gì cho thành phố Houston cả, thì tại sao lại phải vinh danh những người như thế? Và đặc biệt đối với một số người Mỹ thì họ coi những người đó là những người thua cuộc, thua trận, bại trận, cho nên không có gì mà phải vinh danh cả. Thưa quý vị, phải nói đầy đủ cho quý vị khán thính giả hiểu. Thì có những tai nạn như tôi vừa kể là họ bắt đầu họ khiếu nại, họ kiện tụng lên thành phố, và thành phố bắt đầu phải giải quyết. Thưa quý vị, và trên màn hình quý vị thấy là bảng tên đường đại lộ Sài Gòn đã bị gỡ xuống. Thì sùm rồi kiện tụng, nhưng mà bà Alice Parker, bà thị trưởng đó thì đã không còn làm trong thành phố Houston nữa. Thì tới khi mà có cái sự tranh cử vận động để mà bà Tiffany D. Thomas ra tranh cử ở địa hạt F, thì cộng đồng Việt Nam ở Houston chia làm hai phe. Thì quý vị, một phe thì ủng hộ cho ông Huỳnh Quốc Văn, một người Việt hay gốc Việt, là tranh cử đối đầu với bà Tiffany Thomas. Thì có thể nói rằng bên phe bà Tiffany Thomas nhận thấy cái sự bất bình của người dân ở địa phương, cho nên bà đưa vào cái nghị trình vận động tranh cử của bà là sẽ chống đối cộng đồng người gốc Việt và sẽ hạ tất cả các bảng có tên của những nhân vật Việt Nam Cộng Hòa cũ hoặc là có tên Việt Nam. Thưa quý vị, bà cho rằng việc lấy những bảng trên đường xuống là sẽ làm tốt hơn cho thành phố. Thưa quý vị, và theo chúng tôi được biết là chi phí cho mỗi bảng trên đường để mà bảo trì bảo dưỡng là lên tới $3,000. Thưa quý vị, chi phí ban đầu là $3,000 và sau đó thì mỗi năm lại phải mỗi người đến xem xét coi như là bảng tên đường có bị hư hỏng, có bị sức ốc, sức bù lon. Tại vì ở Mỹ mà những cái bảng tên đường mà treo lên mà sức ốc, sức bù lon, nếu người ta đi ngang qua gió thổi và gây tai nạn thì lại phải có trách nhiệm nữa. Thưa quý vị, tức là phải mua bảo hiểm để mà đề phòng những cái trường hợp xảy ra những tai nạn trên đường phố do những cái tấm bảng bị bong tróc rớt xuống đường rất là nhiều khê, cho nên đâm ra có một cái sự tốn kém. Thì có lẽ ủy ban đặt tên đường hết tiền rồi quý vị, không còn đóng góp gì cho thành phố nữa. Và việc bà Tiffany Thomas thắng cử thì đã chứng tỏ là người Mỹ địa phương họ ủng hộ cho cái nghị trình tháo bỏ bảng tên đường gốc Việt ra khỏi thành phố Houston. Đó là lý do họ ủng hộ cho bà Tiffany Thomas, và bà Tiffany Thomas phải thực hiện cái lời hứa đó trước những cử tri đã bỏ phiếu cho bà. Thưa quý vị, và chúng ta biết là cái cộng đồng người gốc Việt thua toàn tập khi mà ủng hộ anh gốc Việt Huỳnh Quốc Văn, thì đã gây thù chuốc oán đối với cộng đồng tại địa phương. Họ cho rằng là những người đó là tranh quyền tranh ghế mà đã thất bại, do đó họ càng quyết tâm tháo gỡ, xóa bỏ những cái tên đường của người gốc Việt hay người tị nạn ở Houston. Thưa quý vị, là câu chuyện như thế. Tuy nhiên ở đây có nhiều quý vị khán thính giả thắc mắc rằng vì sao mà tháo bỏ bảng tên đường này đúng vào cái dịp 2 tháng 9 rồi quý vị. Thì chúng tôi cũng nói rằng là sự việc xảy ra vào ngày 2 tháng 9 và sau đó là bắt đầu tháo bỏ những bảng tên đường lai rai. Thì chúng tôi tìm hiểu và cũng được biết rằng là họ không tháo ngay cùng một lúc, vì lý do là nước Mỹ lúc bấy giờ trong tuần vừa qua là ngày nghỉ lễ lao động, thưa quý vị, Labor Day, cho nên đã có nhiều nhân viên trong cái
Ủy ban bảng hiệu và tên đường của thành phố Houston nghỉ lễ, do đó là họ chỉ tháo lấy lễ rồi sau đó sau lễ và trong tuần này thì họ sẽ tiếp tục tháo tiếp. Thì đó là câu chuyện về cái việc mà tháo bảng nhân cái dịp 2 tháng 9, và chúng tôi thì cũng không biết là có liên hệ gì như thế nào hay có bàn tay nào vận động phía sau hay không. Nhưng mà có nhiều khán thính giả hỏi là vì sao mà tháo bảng vào dịp 2 tháng 9, thì chúng tôi nghĩ rằng người Mỹ họ toàn quyền, họ làm bất cứ ngày nào mà họ thích thì họ làm, vì họ đã coi thường cái lá phiếu của người Việt, gốc Việt ở thành phố Houston, thưa quý vị. Chống đối lại bà Tiffany Thomas và bây giờ thua, và thậm chí là không có tiền. Ở đây chúng tôi nói cho rõ là cái bí mật là cộng đồng condomigo trong cái ánh mắt của người Mỹ là không có tiền, là một nhóm homeless hay ăn mì gói mà nói chuyện trên trời, thưa quý vị. Không có thực tế, không có thực lực, không có thực tài, do đó là họ xóa sổ, thưa quý vị, một cách theo đúng nghĩa của chủ nghĩa tư bản. Còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết cơm, hết rượu, hết ông tôi. Nói chung là vấn đề về đóng góp, xin thưa quý vị là như vậy. Đó là cái bí mật. Và cộng đồng condomigo mà muốn treo bảng lên thì có hai điều kiện, thưa quý vị. Thứ nhất, bỏ tiền ra $1,000,000 một cái bảng cho dân địa phương, thì tôi bảo đảm rằng họ sẽ treo lên ngay, thưa quý vị. Treo 10 tấm lấy $10,000,000, chắc chắn là sức mạnh của đồng tiền đã làm điên đảo. Thứ hai, bí mật của cộng đồng condomigo ở tại Houston là cái số phiếu, số cử tri quá thấp, thưa quý vị. Chúng tôi xin nói rõ là theo những nghiên cứu sơ bộ thì thành phố Houston có khoảng 38.000 người Việt và cho rằng là 38.000 cử tri, thì cái tổng dân số của thành phố Houston lên tới 2.300.000 người. Đây là 2.300.000 người gốc Mỹ, gốc đủ thứ, thưa quý vị, da trắng, da đen, rồi gốc các sắc dân khác. Thì tổng số cử tri của người Việt chỉ có 38.000, chỉ tương đương với 1,7%. Xin thưa là một con số quá nhỏ nhòi, 1,7%. Và chưa kể là cái cộng đồng 38.000 người này chia 5, chia 7, chia 6, thưa quý vị. Thành ra, đâm ra là rất là yếu. Người thì theo phe Cộng Hòa, người thì theo phe Dân Chủ, người thì có những cái tư tưởng này, tư tưởng đó, kỳ thị vùng miền, vùng này không chơi với vùng kia, rồi người qua trước thì không chơi với người qua sau. Nói chung là người nghèo thì không chơi với người giàu không chơi với người nghèo. Nói chung cộng đồng hoàn toàn chia rẽ và tan nát, không có một cái chữ đoàn kết nào, thưa quý vị. Và với những người như ông Richard Nguyễn hay là ông Hubert Võ, thì trong cái vụ này tôi nghĩ là họ làm theo cái tinh thần có tiền thì vận động, không tiền thì dẹp. Giống như là có tiền thì có cháo ăn, không tiền thì bà bán cháo trút cháo vô, thưa quý vị. Cộng đồng đi vận động nhưng mà tay không. Cộng đồng condomigo là một cái hiện tượng chính trị đặc biệt ở hải ngoại này. Xin nói rõ là cộng đồng mì gói lòi ra là không có tiền, mà khi không có tiền thì chẳng ai nghe, thưa quý vị. Quý vị thấy là trên màn hình đó là cái buổi họp đặc biệt
của cái việc bàn đến là sẽ tháo bỏ các tên đường gốc Việt ở thành phố Houston, thì cũng không có một nghị viên gốc Việt nào ở đó cả, và cái người vận động thì cũng không có, tức là Richard Nguyễn thì cũng đã rút lui khỏi cái ghế nghị viên từ lâu, và những nghị viên sau đó thì được một hai lần rồi cũng không có ai ra vận động tranh cử. Rồi tới anh Huỳnh Quốc Văn ra tranh cử thì cũng thua cuộc rồi quý vị, tiếng nói càng nhỏ nhoi, do đó là không có giá trị. Và người Mỹ họ dùng một cái chữ mà quý vị cũng đã từng nghe qua, cộng đồng Condomigo hay cộng đồng những người như thế này chỉ là một cái đám ký sinh trùng thôi quý vị, không có thực lực, không có thực tài, không có tự đứng lên, mà cũng không có đoàn kết, nói chung giống như một bầy ký sinh trùng rồi tấn công lẫn nhau thưa quý vị, bôi xấu bôi nhọ nói xấu lẫn nhau. Cái thằng thua cuộc thì chạy nhông ngoài đường livestream chửi bới kẻ thắng cuộc thưa quý vị, còn người thắng cuộc thì ngồi trong phòng lạnh cười khà khà. Nói chung là đối với cái tình thế hiện nay thì chúng ta thấy rất rõ, giống như là bà dân nghị viên thắng cử Tiffany Thomas thì ngồi trong phòng lạnh thắng cử cười khà khà, còn những anh thua thất cử, thua phiếu hay là Condomigo hay ký sinh trùng thì chỉ làm trò chạy rong ngoài đường livestream một cách tức tối mà không làm gì được thêm nữa thưa quý vị, chứng tỏ một cái sự bất lực rất lớn cho những người gốc Việt làm những cái trò mà người Mỹ họ cũng không hiểu luôn thưa quý vị. Như tôi đã nói là có tiền thì vinh danh, nước Mỹ là xứ tự do, có tiền thì vinh danh, không tiền thì tháo bảng dẹp, xin thưa là như vậy. Có tiền thì quý vị có thể bỏ ra 100 triệu đô la, 200 triệu đô la mua vài khu đất, tự xây nhà, tự xây cầu, tự xây đường, tha hồ muốn đặt tên gì cũng được thưa quý vị. Ở đây có nhiều khán thính giả cũng đã hỏi là cái khu Eden của người gốc Việt ở vùng thủ đô Washington là trị giá bao nhiêu, thì chúng tôi cũng nghe tin là cái khu Eden Center đó là trị giá trên 27 triệu đô la. Có thể nói là có những lúc chủ nhân họ kêu giá là lên tới gần 40 triệu đô la, nhưng mà qua những cái tình hình Covid thì trị giá hiện nay là trên 27 triệu đô la. Và ở đây chúng tôi nhắc tới Eden Center là vì trong đây thì hơn 95% chủ nhân là những người Việt tị nạn cộng sản, hay họ gọi là những người Việt qua từ năm 1975 thưa quý vị. Do đó là họ chiếm đa số tới 95% trong cái số người mà đang kinh doanh tại khu Eden. Do đó khi mà họ làm thỉnh nguyện thư thì tới sự đồng ý với con số rất cao. Còn nói qua về cái khu này một lần nữa, là người gốc Việt hay còn gọi là người tị nạn gốc Việt hay tị nạn cộng sản gì đó, hay người Việt quốc gia, thì ở thành phố Fairfax chiếm tới 15,4% thưa quý vị, và ở thành phố Falls là chiếm 8,7%. Do đó có thể nói rằng với những cái con số khá lớn như vậy thì những người làm chính trị ở trong vùng họ phải e dè với cái con số lớn như thế, trong khi ở thành phố Houston thì như tôi vừa trình bày là chỉ có 1,7%, quá thấp. Trong
trong khi ở ngay tại Fairfax đây số người Việt lên tới 15,4%. Và chẳng hạn như ở thành phố Westminster, trên 35.000 cư dân gốc Việt trong tổng số 90.000 dân, và đó là chiếm tới 40%. Cho nên là cộng đồng gốc Việt có thể làm mưa làm gió trong những cái trường hợp như thế, vì cái số phiếu mà mình đem tới cho những nghị viên, những ông thị trưởng là con số lớn, cho nên họ có tiếng nói, thưa quý vị. Còn ở thành phố Houston thì như tôi có nói là tình trạng mất đoàn kết, chia năm xẻ bảy. Ông cụ chủ tịch cộng đồng thì chửi ông đương kim chủ tịch cộng đồng, ông đương kim chủ tịch cộng đồng thì chửi các ông cụ chủ tịch cộng đồng chống cộng trước đó, rồi truyền thông báo chí cũng tấn công lẫn nhau. Nói chung là mất đoàn kết, gây gỗ, đánh phá, chống phá lẫn nhau. Rồi ông này chụp mũ ông kia là cộng sản, là Việt Giang, là cộng sản năm vùng, vân vân và vân vân. Nói chung là rối ren giống như là một nồi cám heo, không ai nghe ai. Nhưng mà ở đây có một cái sự hèn, phải nói cho rõ là đối với cộng đồng người gốc Việt thì tấn công lẫn nhau rất rất mãnh liệt, thưa quý vị. Có thể chụp mũ ngày đêm, đánh phá ngày đêm. Nhưng đụng tới người Mỹ thì những ký sinh trùng hung hăng nó lại xếp ve, thưa quý vị, lại không dám biểu tình, không dám làm gì cả, thưa quý vị. Nói chung là qua cái việc mà mất mặt, hay còn gọi là bị nhục nhã như thế này, bị gỡ bản các tên đường, thế mà không ông bà nào dám đứng ra biểu tình trước tòa thị chính, trước thị sảnh thành phố, trước văn phòng của bà nghị viên Tiffany Thomas, quý vị. Nhưng mà đối với những người gốc Việt thì họ làm ồn ào lắm, thưa quý vị. Nào là kéo tới biểu tình sùm, rằng rộ, nói chung là căng cờ, băng drone, biểu ngữ đủ thứ. Nhưng đối với Mỹ thì không dám, thưa quý vị. Thì đối với cái vụ mà chấn động gỡ bản tên đường của những cái tên gốc Việt Nam Cộng Hòa cũ, thì bên phía chính quyền thành phố Houston họ đã ra một cái nghị định là sẽ cấm, không cho treo các bảng tên đường tiếng ngoại quốc, và họ cấm để mà gọi là gắn bảng lung tung trên các cột giao thông nhằm gây rối loạn, và họ ngăn ngừa cái chuyện mà mỗi cộng đồng giành nhau ló mặt ở trên đường. Cộng đồng Afghanistan, cộng đồng người Lào, người Campuchia, người gốc Việt, người gốc Tàu, người gốc Đại Hàn, người gốc Đài Loan, người gốc Anh, Ý, Pháp, vân vân. Nói chung là họ đã ra một cái nghị định là cấm, thưa quý vị, không cho bất cứ cộng đồng nào khác trèo đầy lên đó, rồi ý có tiền, tung tiền ra làm loạn cả cái thành phố. Cho nên họ đã ra một cái nghị định như thế là cấm treo các bảng tên đường phụ lên các cột giao thông. Còn có người cũng đặt và hỏi chúng tôi là sau cái vụ này thì cộng đồng người Việt ở Houston sẽ làm gì, thưa quý vị. Thì theo chúng tôi được biết, chắc chắn là trong tương lai gần thì sẽ có những người gốc Việt ở trong cộng đồng Houston sẽ vận động. Nhưng mà lần này thì không phải là những bảng tên đường, nhưng mà vận động mang tên của cả một khu luôn, thưa quý vị. Ở trên con đường Bel Air chẳng hạn, như làm giống như là các thành phố khác, họ sẽ đặt một cái bức tường cao khoảng 1 mét, dài 2 mét, và đề một cái câu tiếng Việt là
chào mừng quý khách đến khu Sài Gòn chẳng hạn như vậy, hoặc là khu Lido Sài Gòn, hay còn gọi là khu Sài Gòn Thu Nhỏ, hay còn gọi là Sài Gòn Nhỏ. Nói chung là sẽ có những người đi vận động như thế, thì họ sẽ đặt tên cho cả một khu ở đường Bel Air với một cái tên mà tôi vừa nói là Lido Sài Gòn, hay còn gọi là khu Sài Gòn Nhỏ. Thì cái chuyện đó chúng tôi nghĩ là dễ dàng hơn, vì thứ nhất là nó không gây ra cái sự rối mắt, rối trí khi mà lưu thông trên đường, mà nó chỉ là một cái bảng hoan nghênh quý vị đã đến với khu Lido Sài Gòn của chúng tôi chẳng hạn như vậy. Và cái chi phí thì cũng không quá lớn. Một bức tường gạch cao 1 mét, dài 2 mét chẳng hạn như vậy, thì không tốn kém và cũng không tốn đất, mà nó là mang cái tính chất giới thiệu cho cả một khu, thì chắc chắn là dễ dàng sẽ được thông qua. Và đó là cái câu chuyện mà chúng tôi muốn nói đến hôm nay thưa quý vị. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Thiện đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.